Lợi ích ở đây là lợi ích gì? Đó là sự lợi ích mà kẻ cả còn cùng người mất đều được thọ hưởng. Kẻ còn tức là người còn sống và người mất tức là người đã chết. Phẩm này mang lại sự lợi ích cho cả người sống lẫn người chết. Đối với người còn sống thì có được những lợi ích như thế nào ư? Tất cả đều được giảng giải rõ ràng trong phẩm thứ bảy này. Kinh văn: Lúc đó Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, còn xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phủ, cử tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Họ từ bỏ những thiện lợi có được và phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu. Nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Những hạng người này như kẻ đi trong bùn lầy mà còn mang đá nặng nên càng khốn đốn nặng thêm dần, chân càng lún xuống sâu. Nếu được gặp hàng tri thức thì sẽ được gánh vác dùm bớt hoặc gánh hết cho, vì hàng tri thức đó có sức rất mạnh, lại dìu đỡ khuyến khích làm cho mạnh chân lên. Nếu đến chỗ đất bằng phẳng rồi thì phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, không đi vào đó nữa. Được giảng lúc đó khi nói phẩm thứ bảy lợi ích cho cả kẻ còn người mất này, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phủ, cử tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Cử tâm động niệm tức là trong lòng dấy khởi vọng tưởng, tâm trí dao động xôn xao. Cử có nghĩa là dấy lên, làm nổi dậy. Chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phủ Đề thường khởi những tâm niệm gì? Họ thường khởi tà niệm, dục niệm, tham niệm. Động niệm tức là sanh lòng ích kỷ, đố kỵ, ganh ghét, chướng ngại. Có nhiều người hễ thấy ai hơn mình thì sanh lòng ganh ghét, còn gặp kẻ thua mình thì lại có tâm coi thường, bởi họ cho rằng người ta rất ngu xuẩn, không giỏi giang tài trí bằng họ, nên đem lòng khinh rẻ người ta. Rồi đến khi gặp người nào thông minh tài giỏi hơn họ thì lại họ lại sanh lòng tị hiềm ghen ghét. Quý vị xem như thế thì phải làm sao? Đối với kẻ ngu si kém cỏi thì quý vị chớ nên cất nhắc đề bạt, và đối với người thông minh trí tuệ thì quý vị cũng đừng ganh ghét tị hiềm. Đáng lý ra đối với những kẻ u mê ngu tối thì chúng ta cần phải phát tâm giáo hóa, giúp họ mở mang trí tuệ, khiến họ trở nên thông minh sáng suốt mới đúng. Tuy nhiên phần nhiều chúng ta lại không chịu làm như thế, cho nên chúng ta cử tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Đó cũng là vì chúng ta chưa phát khởi tâm Bồ Tát vậy. Tâm lượng Bồ Tát là nếu có người nào hơn mình thì mình càng vui mừng và càng kính trọng người ấy thêm, chứ chẳng mảy may hờn ghen ganh tị. Còn nếu có người nào kém thua mình thì mình càng cần phải tìm cách để làm cho người ấy được bằng mình. Như thế mới là phát tâm của bậc Bồ Tát. Song le chúng sanh chúng ta chưa phát tâm Bồ Tát, do đó cử tâm động niệm tất cả đều là tội lỗi. Họ các chúng sanh ấy từ bỏ những thiện lợi có được và phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu. Từ bỏ những thiện lợi có được tức là vứt bỏ những lợi ích tốt lành mà mình đang sở hữu. Thí dụ quý vị muốn gieo trồng thiện căn nên sốt sắng làm việc thiện nhưng lại làm không được lâu dài, hoặc là chăm chỉ học Phật pháp nhưng học được 1 năm hoặc 2 năm rồi thôi, không hăng hái học nữa, hoặc là gặp một hoàn cảnh nào đó làm quý vị thối thất đạo tâm, như thế là quý vị đã từ bỏ những thiện lợi có được vậy. Giả sử có người tâm nguyện lúc ban sơ là muốn học Phật pháp, muốn xuất gia đi tu, thế nhưng xuất gia được 1 năm, 2 năm rồi 3 năm lại nghĩ rằng: Ôi xuất gia cũng chẳng là gì cả, tu tới tu lui dòng dã đã 3 năm trời mà vẫn chưa khai ngộ, chưa chứng quả vị, có lẽ là hết hy vọng rồi. Và thế là thối tâm nản chí bèn hoàn tục không làm người xuất gia nữa. Đã là nói về người xuất gia, còn người tại gia học Phật pháp thì sao? Có người trong 1 năm đầu thì cảm thấy Phật ở ngay trước mặt mình, rất gần gũi với mình. Học được 2 năm thì cảm thấy Phật ở cách xa mình tới 10 vạn 8 ngàn dặm. Và học được 3 năm thì thế nào? Thì cảm thấy Phật đáo Tây Thiên, thấy Phật ở xa tít tận chốn trời Tây. Đó gọi là thối thất sơ tâm. Có câu: Học đạo đừng mất tâm nguyện ban đầu sẽ sớm thành Phật, học đạo bất phụ sơ tâm thành Phật hữu dư. Trong việc tu hành, nếu quý vị có thể không đánh mất tâm nguyện ban đầu của mình, như muốn học Phật pháp hoặc muốn xuất gia thì sẽ sớm được thành Phật. Người xuất gia chúng ta phải thường xuyên tự hỏi chính mình: Vì sao mình muốn xuất gia? Bởi người xuất gia thì phải khác với người tại gia, khác như thế nào? Ví dụ người tại gia suốt ngày thích tỉ tê chuyện trò, nói chuyện phiếm, người xuất gia thì trái lại, cần phải nói ít lại, bớt nói chuyện. Nếu là những lời có ích hữu dụng thì nói được, bằng không thì chớ nên nói nhiều. Có câu: Mở miệng thổn
tổn thần khí, nói nhiều sanh thị phi, khẩu khai thần khí tán, thiệt động thị phi sanh. Chúng ta hễ mở miệng là thần khí liền phân tán, thần hao khí tổn, nói nhiều thì lại sanh thị phi, lôi thôi lắm chuyện, không thị thì cũng phi, chẳng phải thì cũng quấy. Một khi đã có thị phi thì sẽ không tương ưng với đạo, mà thần khí bị phân tán thì đối với đạo cũng chẳng thể tương ưng. Cho nên chúng ta tu đạo thì phải luôn luôn tự kiểm điểm chính mình, đừng soi mói chuyện của người khác, chỉ cần tự mình tu tâm dưỡng tánh cho hoàn hảo, như thế gọi là không thối thất sơ tâm. Nói tóm lại, nếu ban đầu thì phát lời thệ nguyện rất kiên cố, rất thành khẩn, nhưng được một thời gian thì trở nên lơ là sao lãng, rồi dần dần quên bẵng đi, thì đó chính là thối thất sơ tâm vậy. Nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Nếu các chúng sanh đang thối thất sơ tâm mà gặp phải nhân duyên xấu ác, quý vị nói xem thì sẽ thế nào? Thì họ chẳng những không lùi bước trước ác duyên mà còn mỗi niệm mỗi gia tăng, ác duyên càng lúc càng lớn lướt lớn mạnh. Tôi gặp rất nhiều người ban đầu tu hành hết sức thành tâm tinh tấn, về sau gặp phải ma cảnh rồi bị chuyển theo ma quỷ. Đây là trường hợp gặp phải ác duyên vậy. Nói chung những việc không tương ứng với đạo khiến cho quý vị không thể tu tập đều gọi là ác duyên hay duyên sự chẳng lành. Tăng trưởng chính là tăng ích, có nghĩa là càng ngày càng nhiều hơn, mỗi lúc mỗi lớn mạnh hơn. Chúng ta tu hành thì cần phải tu tập tâm bồ đề lại, khiến cho tâm bồ đề của mình mỗi ngày mỗi gia tăng, đó gọi là tăng ích. Nếu tâm bồ đề của quý vị cứ mỗi ngày mỗi sút giảm, ít dần đi thì gọi là tán thất, đánh mất. Thế nhưng tâm bồ đề của chúng ta thông thường không phải mỗi lúc một gia tăng, trong khi đó những ác duyên mà chúng ta gặp phải thì càng ngày lại càng nhiều thêm. Những hạng người này như kẻ đi trong bùn lầy mà còn mang đá nặng. Ở đây Địa Tạng Vương Bồ Tát đưa ra một tỷ dụ. Ví dụ có một người đang đi trên đường thì gặp phải vũng bùn lầy lội chắn mất lối đi. Lội qua vũng bùn thì cũng chưa đến nỗi nào, nhưng người này còn phải vác một tảng đá nặng trên lưng nữa. Đá nặng chữ Hán là trọng thạch. Chữ thạch này còn có thể hiểu là thạch, một đơn vị đo lường dung tích của người Trung Hoa. Một thạch tương đương với 100 lít hoặc 10 đấu. Do đó trọng thạch có thể hiểu là đá nặng, đồng thời cũng có hiểu là vật rất nặng. Vậy giả sử có người đã mang trên lưng những vật rất nặng, chừng 100 cân hoặc 200 pounds chẳng hạn, mà còn phải lội qua bùn lầy nữa, người ấy hễ cứ nhấc được chân này lên thì chân kia lại lún xuống, rút được chân kia lên thì chân này bị lún xuống trở lại, cho nên tới lui đều trở ngại, vô cùng khó khăn vất vả, đó gọi là xa lầy. Trong hoàn cảnh này, người ấy nếu không mang đồ vật nặng nề thì còn có thể gắng gượng lội qua được bãi lầy, nhưng nay còn phải vác thêm vật nặng trên người nữa, nên càng khốn đốn, nặng thêm dần, chân càng lún xuống sâu. Vật nặng này là dụ cho cái gì? Chính là ác nghiệp của chúng ta. Còn bùn lầy thì sao? Bùn lầy tiêu biểu cho ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trong chốn bùn sình lầy lội, mỗi bước là mỗi khó khăn gian khổ và gánh nặng trên lưng, như càng lúc càng đè nặng thêm, khiến chân càng lúc càng lún sâu hơn. Quý vị nghĩ xem làm thế nào bây giờ? Nếu được gặp hàng tri thức, giả sử kẻ đang vác nặng lội đi trong bùn ấy may mắn gặp được bậc thiện tri thức như chư Phật, chư Bồ Tát hoặc người có đại trí huệ chẳng hạn, thì sẽ như thế nào? Thì sẽ được gánh vác dùm bớt hoặc gánh hết cho. Vì phải mang vác nặng nề nên người ấy càng lúc càng bị xa lầy sâu hơn, không thể tự mình lôi ra được, không thể tự mình lội ra được. Chỉ có hàng thiện tri thức mới có năng lực gánh bớt dùm người ấy một phần hay một nửa hoặc nguyên cả gánh nặng đó. Vì hàng tri thức đó có sức rất mạnh, lại dìu đỡ, khuyến khích, làm cho mạnh chân lên. Bậc thiện tri thức có sức lực mạnh mẽ, có thể nâng đỡ dìu dắt và chỉ bày cho kẻ gánh nặng đang đi trong bùn đó cách thoát ra khỏi vũng bùn. Chẳng những thế, các bậc thiện tri thức còn khuyên bảo nhắc nhở, hãy cẩn thận, nhớ đi đứng phải cho vững vàng một chút, khiến cho kẻ ấy mạnh chân vững lòng mà đi tiếp. Nếu đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thì phải xem nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, không đi vào đó nữa. Một khi đã ra khỏi nơi bùn lầy và đến được chỗ đất bằng phẳng rồi, thì quý vị phải giác ngộ, phải biết rằng con đường mình vừa vượt qua ban nãy là một con đường hiểm trở đầy bất trắc. Biết được như thế rồi, thì từ nay chớ lội đi trong bùn sình, chớ dại dột mà dấn thân và hiểm lộ thêm lần nữa. Kinh văn: Bạch Đức Thế Tôn,
Những chúng sanh tập khí xấu ác bắt đầu từ mảy mún rồi lần đến nhiều vô lượng. Đến khi những chúng sanh có tập khí như thế sắp sửa mạng chung, thì cha mẹ cùng quyến thuộc nên vì họ mà tạo phước đức để giúp cho lộ trình phía trước của họ. Hãy treo phan lọng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng tượng của chư Thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho mỗi danh mỗi hiệu đều thấu vào nhĩ căn của người sắp mạng chung hoặc nơi bổn thức nghe biết. Các chúng sinh đó cứ theo nghiệp ác đã gây tạo mà siêu lường quả báo chiêu cảm, tất phải đọa vào đường ác. Song nhờ quyến thuộc vì kẻ lâm chung mà tu nhân thánh này, các tội đó thầy đều tiêu sạch. Như sau khi người ấy đã chết, nếu lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thì có thể làm cho người chết đó vĩnh viễn xa lìa chốn ác đạo, được sanh vào cõi trời và cõi người. Hoặc cõi người hưởng sự vui thù thắng vi diệu, quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng lợi ích. Lược giảng, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh tập khí xấu ác bắt đầu từ mảy mún rồi lần đến nhiều vô lượng. Những chúng sanh tập tành theo thói ác đều bắt đầu từ cái ác nhỏ nhất, ít xấu ác nhất, rồi tích tụ lại dần mà thành ra nhiều đến vô lượng vô biên. Đến khi những chúng sanh có tập khí như thế sắp sửa mạng chung, thì cha mẹ quyến thuộc nên vì họ mà tạo phước đức để giúp cho lộ trình phía trước của họ. Giả sử những chúng sanh có thói quen xấu ác này hấp hối sắp chết, thì cha mẹ hay những người thân thuộc của họ nên làm các việc phước đức để trợ giúp cho họ trên tiền lộ, tức là con đường trước mắt mà họ sắp phải đi theo. Cho dù phải đi theo con đường dẫn đến địa ngục hoặc thác sanh trở lại làm người, thì họ cũng đều được hưởng sự lợi ích từ các việc phước đức ấy, đó chính là giúp cho lộ trình phía trước của kẻ lâm chung vậy. Hoặc treo phan lọng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng tượng của chư Thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật, Bồ Tát cùng Bích Chi Phật. Thân nhân của người đang hấp hối có thể tạo phước đức giúp người ấy bằng cách làm những việc như treo tràng phan bảo cái, thắp đèn ở nơi thờ Phật, hoặc đọc tụng kinh Địa Tạng, kinh Kim Cang hay những kinh điển đại thừa khác, hoặc sắm sửa phẩm vật cúng dường trước tượng Phật, tượng Bồ Tát hoặc tượng của các vị A-la-hán đều được cả. Thêm vào đó, họ cũng có thể chỉ niệm danh hiệu của chư Phật, danh hiệu của chư Bồ Tát hoặc danh hiệu của chư Bích Chi Phật. Bích Chi Phật tức là bậc duyên giác. Khi niệm cần phải làm cho mỗi danh, mỗi hiệu đều thấu vào nhĩ căn của người sắp mạng chung hoặc nơi bổn thức nghe biết. Lúc gia quyến hoặc bạn bè tụng niệm thì phải niệm sao cho kẻ đang hấp hối nghe được rành rẽ từng danh hiệu của Phật Bồ Tát hay Bích Chi Phật, hoặc là trước khi người ấy chết, lúc thần thức chưa phân tán hết phải khiến cho người ấy nghe hiểu được rõ ràng. Bổn thức hay thần thức là chỉ cho thức thứ 8 đệ bát thức. Thức thứ 8 này thì khứ hậu lai tiên, đến trước nhưng lại đi sau. Do đó có bài kệ nói rằng: Tam tàng mênh mông không cùng tận, vực sâu bảy sóng đùa trước gió, giữ gìn chủng tử căn thân khí, đến trước đi sau làm ông chủ. Hạo hạo tam tàng bất khả cùng, uyên thâm thất lãng cảnh tiền phong, thọ huân trì chủng căn thân khí, khứ hậu lai tiên tác chủ âm.